Lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở liền đem tình hình điều tra vào ban ngày kể hết lại cho Tịch cô nương đó nghe. Tịch cô nương nghe xong, không hiểu vì sao khóe mắt lại ứa lệ. Mạnh Thiên Sở không dám hỏi, chỉ đành ngồi đó uống trà. Tịch cô nương đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa, chẳng nói một câu nào. Hai người cứ trầm mặc như thế. Lát sau, Tịch cô nương quay lại, u sầu nói: "Ta vốn định ngày mai nhất định phái đi, nhưng hiện giờ nha đầu đó còn chưa có ý quay trở về. Ta thật không biết có nên đi hay không đây." Mạnh Thiên Sở phát hiện mắt ả ta còn có chút lệ, thầm nghĩ: cô ả chủ nhân này bình thường hung hãn như thế, không ngờ đối với người hầu của mình lại có cảm tình như vậy. Nghe nàng ta nói thế, hắn không tiện nói gì hơn, chỉ đành đưa mắt nhìn, không tiếp lời. Tịch cô nương ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, tự ngôn tự ngữ: "Ta chỉ nói có một câu mà em nó đã tức giận thành như vậy, cả ngày không chịu quay về. Quả thật là ngày thường chiều em ấy giết tâm hư rồi." "Có thể hỏi Tịch cô nương một câu không? Có nói gì với cô ta vậy?" Mạnh Thiên Sở cẩn thận hỏi. "Em nó và ta đã ở cùng nhau tới 4 năm rồi. Năm ấy cha ta đưa cô ấy về nhà, từ đó cho cô ấy làm bạn chơi với ta. Ta lớn hơn cô ấy 2 tuổi, bình thường coi như muội muội. Tình cảm của chúng ta rất tốt, đại khái là như thế. Cô ấy không giống với các nha hoàn khác, đối tốt với cô ấy tự nhiên, tính cách cũng kiêu ngạo hơn." Mạnh Thiên Sở thấy ả không trả lời câu hỏi của mình, cũng không tiện hỏi thêm nữa. "Tối hôm qua, cô ấy đột nhiên nói muốn đi gặp chủ và thiếu gia trước kia. Ta liền nói chơi là cô ta đúng là xấu xa. Đã vậy rồi mà còn lòng nào về gặp người ta. Biết đâu người ta đã quên cô ta rồi. Nếu không thì lúc trước họ sẽ không bán tống cô ta đi như thế." Mạnh Thiên Sở nghe thế, lòng nghĩ lời của cô nói quả là khắc bạc, chẳng trách cô nha hoàn không chịu nổi. Hắn hỏi: "Lúc trước là cha cô mua cô ta sao?" "Không phải, cha ta nhất mực muốn tìm cho ta một nha đầu nhanh nhẹn làm bạn. Ta ở nhà chỉ có 3 ca ca và đều đã lớn hơn. Cha thấy ta cô đơn nên cứ nghĩ đến việc này. Sau đó thấy Liên Nhi cảm thấy thích hợp, bèn mở lời với chủ nhân cô ta. Chủ nhân đó tự nhiên là muốn lấy lòng cha ta, liền tống tặng cô ta về nhà ta." Mạnh Thiên Sở thở dài, đột nhiên đối với cô gái tên Liên Nhi chưa từng gặp mặt này gợi lên sự thương xót. "Vậy thì cô nương phát hiện Liên Nhi không có mặt từ khi nào?" "Tối hôm qua, nhân vì trời mới đầu hơi oi bức, ta và cô ấy không ngủ được, liền tìm chút đồ ăn và rượu quế vừa ăn vừa uống. Uống cho tới canh ba, ta nghĩ ta say rồi. Khi tỉnh dậy thì không thấy cô ta đâu nữa." "Các người ngủ chung ư?" "Đúng vậy, chúng ta nhất mực ngủ chung với nhau." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Tịch cô nương này đúng là chẳng coi Liên Nhi là người hầu, liền hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Lúc đó ta cho rằng cô ấy ra ngoài chơi nên bảo một thị vệ đi tìm, sợ cô ta lạc đường." "Cô ta lớn lên ở đây ắt không lạc đâu." "Em nó nói với ta rằng trước khi đến nhà ta chưa bao giờ đến huyện thành này, căn bản không biết đường đi trong huyện thành, do đó ta mới lo là cô ta lạc đường." Nghe Tịch cô nương nói vậy, Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới minh bạch vì sao mới sáng sớm mà Liên Nhi đến quán trà của Vương lão bản hỏi đường lên Vân Sơn Trang. "Cô phát hiện cô ta thất tung từ khi nào?" "Thị vệ nhà ta tìm nửa ngày cũng không gặp, liền quay về cho ta biết. Ta bắt đầu lo lắng, sau đó nghĩ đến tối hôm trước mình uống rượu nói với cô ta câu đó, e là cô ta thức mình nên đến tìm các người." "Ta nghĩ cô ta sẽ không giận cô đâu. Cô đối với cô ta tốt như vậy, ắt là cô ta ham chơi, đi xa quá không tìm được đường về." "Hy vọng là như ngươi nói. Ngươi về trước đi, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt, ngày mai ta sẽ chờ tiếp cô ấy vậy." "Nếu cô ta đến ngày mai mà vẫn không tìm được, chẳng lẽ cô sẽ không tìm nữa sao?" "Chủ yếu là trong vòng 10 ngày sau là ngày mừng thọ của mẹ ta, đến lúc đó ta không chờ được nữa, ta nhất định phải trở về." Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đến nha môn là vội vã mang theo người tiếp tục tìm trong huyện thành. Chỉ có điều hắn không dùng đến lực lượng của Đông Hán, tìm một nha đầu mà sử dụng người của Đông Hán chẳng khác nào đem cọp mà đi săn côn trùng. Giữa trưa, mọi người án chiếu theo lời thỏa thuận lúc sáng trở về nha môn báo cáo. Mọi người nhìn vẻ mặt của nhau là đã biết kết quả. Mạnh Thiên Sở thất vọng ngồi xuống ghế, tự hỏi chẳng lẽ Liên Nhi tự nhiên biến mất tại nhân gian hay sao? Cô ta sẽ đi đâu được đây?
mọi người đều ủ rũ hoặc ngồi hoặc đứng. Đúng vào lúc này, Thái Chiêu vội vã đi vào. Tiên sinh, tiên sinh, vừa rồi Noãn Xuân Các có người đến báo án, nó là ở chỗ đó phát hiện một thi thể nữ nhân. Tiên sinh, ngài mau đến đó coi thử đi. Thi thể của nữ nhân ư? Mạnh Thiên Sở giật mình, đột nhiên có dự cảm bất thường. Hắn đứng bật dậy, mang theo Chu Hạo, Mộ Dung Huỳnh Tuyết, Vương Dịch cùng các bộ khoái đi nhanh ra ngoài. Noãn Xuân Các nằm ở trung tâm Nhân Hòa huyện, có thể coi là khu vực phồn hoa nhất. Ký viện này ở đương địa được coi là rất có danh. Thật không ngờ trong vườn của họ lại phát hiện người chết, và bà chủ tên là Phượng Minh của thanh lâu này dĩ nhiên xui xẻo vô cùng tận rồi. Người của toàn bộ vườn đều đứng ở cửa không dám vào. Phượng Minh cũng đứng ở trong hành lang, sắc mặt âm trầm, tay chống nạnh nhưng không nói gì. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiến tới. Phượng Minh thấy người của nha môn đến, liền miễn cưỡng nở nụ cười, trên gương mặt chát phấn dày không có chỗ cho da lông thở. Ai trong các người phát hiện thi thể? Thi thể hiện giờ ở đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Phượng Minh chỉ vào một cô nương ở trong vườn. Đó là một cô trong độ tuổi 24-20 năm. Ở trong vườn này có thể coi như đã già rồi, nhưng vóc dáng vẫn khá. Chỉ có điều mặt tô phấn hơi dày, xem ra trước đó thấy người chết sợ quá đổ mồ hôi, cho nên phấn trên mặt cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhòe, nhìn bộ dạng sơ xác rất tức cười. Chính là con tinh táng môn này, lão nương nếu không phải nể tình muội 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 năm xưa cùng một má mà dìu dắt thì đã sớm trục xuất nó đi rồi. Không ngờ hiện giờ phát sinh sự tình thế này, e rằng Noãn Xuân Các này không còn ai lui tới nữa rồi. Mạnh Thiên Sở không để ý gì đến tú bà ở bên cạnh đang léo nhéo, bước tới trước mặt cô nương đó hỏi: Cô tên gì? Làm trong vườn này được bao lâu rồi? Cô phát hiện được thi thể sao? Hồi bẩm quan gia, tôi tên Tiểu Thanh, ở vườn này 13 năm rồi. Tối qua tôi nghe được mùi lạ ở trong vườn. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng là mùi hôi cơ thể của khách nhân nào đó, nhưng gọi nha hoàn quét dọn phòng còn dưới nước hoa nữa. Ai ngờ hôm nay phòng càng thối hơn, còn có rất nhiều ruồi nhặng. Tôi ngay từ sớm đã bảo người làm vào xem có phải là có con chuột chết nào không. Bọn họ tìm kiếm nơi phát ra mùi hôi thì ra là ở trong tủ quần áo của tôi có người chết. Quá đáng sợ mà, ai mà khuyết đức như vậy chứ, đem người chết giấu trong phòng của tôi. Các người đưa ta đi xem thử. Cô cũng đi theo, ta sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho cô nương đó đưa cả bọn tiến vào. Không ngờ cô nương đó nghe còn phải đi vào đó, lập tức biến hẳn sắc mặt, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, dựa vào sát tường. Đánh chết tôi cũng không tiến vào đó đâu. Muốn thì các người tự vào đi, có cần hỏi gì ngài cứ ra hỏi tôi là được rồi. Vương Dịch nghe nữ nhân này không ngờ còn lè nhè, liền xốc áo cô ta đẩy vào trong phòng, sầm mặt mà nói: Đã tới nước này rồi, ngươi còn tưởng đang bàn giá cả tiếp khách ở cửa nhà cô sao, còn không mau lên. Cô nương đó bị bộ dạng của Vương Dịch làm cho hoảng sợ, không dám nói nhiều, chỉ còn biết rụt rè đi lên lầu. Lên lầu quẹo vào một góc là tới căn phòng hướng về phía mặt trời mọc. Cô ta đưa tay chỉ, không dám tiến vào nữa. Vương Dịch vừa định phát hỏa, Mạnh Thiên Sở liền xua tay: Thôi được rồi, đừng để cô ta vào, xem ra là sợ thật rồi. Để cô ta ở đây chờ, không cho phép rời khỏi là được, chúng ta tiến vào thôi. Cô nương đó lập tức cảm kích gật đầu: Tôi ở cửa chờ các vị, quan gia có gì dặn dò hãy gọi tôi ngay. Mạnh Thiên Sở mang Vương Dịch và Mộ Dung Huỳnh Tuyết vào phòng. Một mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt. Rất may là mọi người nhìn quen những cảnh này rồi, chỉ nhíu nhíu mày chẳng nói gì. Căn phòng đã bị người tiến vào tìm chuột chết làm loạn hết lên, hiện trường đã bị phá hỏng hết. Mạnh Thiên Sở nhíu mày phát hiện có một thi thể nằm trong phòng, xem ra đã bị người động qua. Hắn đến cạnh thi thể, phát hiện đó là một nữ tử tuổi chừng 16-17, chỉ mặc một nội y màu mỡ gà, đại bộ phận đã nhiễm máu biến thành màu hồng, y phục bên ngoài không biết đã bị lấy đi đâu. Mạnh Thiên Sở cúi xuống bắt đầu kiểm tra vẻ ngoài của người chết, phát hiện chỗ xương chẩm trên đầu có huyết đọng sưng tấy, xem ra là đã bị vật nặng đánh qua nhưng không lưu huyết. Ở cổ có một vết thương rất sâu, động mạch cảnh đã bị cắt đứt, đây là vết thương chí mạng. Mắt của người chết trừng lớn, xem ra là chết không nhắm mắt. Điều làm người ta hoảng kinh đó là trên mặt máu thịt bầy nhầy, chính là bị người ta dùng dao hay vật bén gì đó tàn nhẫn dọc phá,
đã nhìn không rõ vẻ mặt của nữ tử này, và thi thể cũng bắt đầu sình thối. Căn phòng này sao mà nóng vậy? Mộ Dung Huyễn Tuyết đang định mở cửa phòng nhưng lập tức bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại. Đừng mở cửa ra, căn phòng này mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Chủ nhân của nó là cô nương bên ngoài. Cô thấy rồi đấy, với dáng vẻ của cô ta như vậy, tú bà sao có thể để cô ta ở phòng tốt chứ? Nếu như mở cửa sổ, sẽ có nhiều ruồi bay vào. Chúng ta hãy nhẫn nại một chút đi. Cô nương người ta ở phòng này không biết đã bao lâu rồi. Chúng ta mới vào có một chút thì đã làm sao? Mạnh Thiên Sở nói vậy, Mộ Dung Huyễn Tuyết biết liền cảm thấy áy náy, chuyển thân nhìn ra cô nương ngoài cửa, phát hiện cô nương này đại khái nhân vì mấy câu của Mạnh Thiên Sở đã thương tâm bật khóc. Hiện trường đã bị phá hỏng hết, tìm kiếm tử tế không phát hiện dấu vết có giá trị gì. Mạnh Thiên Sở ra cửa hỏi cô nương đó: khi cô nhìn thấy thi thể này thì người đó nằm ra sao trong tủ áo của cô? Cô nương ấy xem ra đã sản sinh hào cảm với Mạnh Thiên Sở, cắn răng dằn lòng bước vào trong phòng đến cái tủ áo mở ra rồi tự mình tiến vào. Tủ này hơi lớn và nữ tử vùng Giang Nam hầu hết là xinh xắn nhỏ nhắn, do đó cô nương ấy chui vào nằm xuống vừa khéo với không gian của tủ. Còn thể hình của người chết so với cô nương còn nhỏ hơn, cho nên ắt là dễ dàng đặt đẻ vào. Mạnh Thiên Sở không ngờ nữ tử này trước đó sợ hãi làm vậy, hiện giờ lại tự thân chui vào kỳ phạm cho hắn, lòng sinh cảm kích, cảm ơn một câu. Cô nương ấy đỏ mặt liền chui ra. Do lai lịch của thi thể bất minh, Mạnh Thiên Sở ngay từ ý nghĩ đầu tiên đã liên tưởng tới thiếp thân nha hoàn của tịch cô nương, bèn cho người báo cho cô ta đến nhận diện. Chỉ có điều mặt của người chết đã bị rạch nát hết rồi, nhìn không rõ nét, không biết là có nhận ra được hay không. Có thể là họ ở với nhau thời gian dài, đại khái có thể nhận ra nha hoàn Liên Nhi từ đặc điểm gì đó trên người. Mạnh Thiên Sở quay lại hỏi cô nương lúc nãy: cô hôm qua tiếp mấy người, có khách lạ nào không? Hôm qua chỉ tiếp hai người, một khách quen, một khách lạ, là người vùng ngoài. Nhưng người đó đến lúc xế chiều vừa vào đã ngửi mùi thối, liền nói phòng này khó ngửi, quay bỏ đi tìm đến phòng các tỷ muội khác. Lúc đó tôi còn chưa ngửi thấy, còn cho rằng khách nhân đó thấy tôi già, mượn cớ mà bỏ đi. Vậy cô nhất mực cả phòng này không rời đi đâu sao? Có chứ, sáng đó tôi có khách quen đến, nhân viên người đó thường tới, chúng tôi quan hệ cũng rất tốt, y nói mời tôi ra tiểu quán mới mở ở Tây Thành ăn cá sốt Tây Hồ. Chúng tôi ở đây đại khái một thời thần, sau đó đi đến tiểu quán đó ăn uống. Cô đi ra ngoài thời gian dài không, đến lúc nào thì về? Chỗ đó cách chỗ chúng tôi không xa mấy, hơn nữa người đó còn có xe ngựa, đại khái đi về cộng ăn uống không quá một thời thần. Khách quen đó của cô là ai vậy? Cái này nói ra không tiện, chỗ chúng tôi không cho phép nói ra tên khách, chuyện đó đi ngược lại quy củ. Vương Dịch đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói: hiện giờ nó còn giảng quy củ cái gì nữa, phòng của ngươi hiện đã có người chết, nếu ngươi không nói cho rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ ngươi giết chết nữ nhân này sau đó bỏ trong tủ quần áo của mình. Cô nương đó hoảng sợ xua tay lê lịa: không phải tôi giết đâu, thật không phải tôi giết mà. Vậy ngươi hiện giờ còn ẩn giấu cho cái lão đó làm cái gì? Vương Dịch không hề khách khí khi nói chuyện với nữ tử Yên Hoa như thế này, ngoại trừ lúc uống rượu hoa. Vậy tôi nói ông ta là ông chủ Phàn Thành của Thừa Đức Tiền Trang. Cô nương đó cuối cùng cũng chậm rãi nói ra tên người. Kẻ này là người mà ở Nhân Hòa huyện ai ai cũng biết, từ một người đồ phu bán thịt heo trở thành trưởng quỹ của một tiền trang hôm nay, từ một cô nhi trở thành một người giàu có. Y do cô nuôi lớn, tới 10 tuổi thì cô chết, cho nên người trong vùng đều nói y là khắc tinh mạng lớn. Y theo ai ai cũng chết, cho nên không còn ai muốn thu dưỡng y nữa. Sau đó y làm học việc cho người giết heo, nhân vì rất chuyên cần nhanh nhẹn nên sau đó người giết heo đó đem con gái bị câm gả cho y. Sau này nhân vì y làm ăn rất thành đạt, bán thịt không bao giờ cân thiếu, cho nên mọi người đều thích đến chỗ y mua thịt. Thời gian dài rồi nổi danh, chờ cho nhạc phụ của y chết rồi, y tiếp lấy công chuyện làm ăn, càng làm càng phát đạt, cho đến bây giờ không còn là tên giết heo khi xưa nữa. Các người đi lại với nhau bao lâu rồi? Mạnh Thiên Sở liền hỏi. 7 năm rồi. Hiện giờ ông ta có tiền rồi, sao không chuộc cô ra, cho cô làm nhỏ, chẳng phải là hơn hẳn việc ở đây chịu khổ sao? 7 năm trước ông ấy đã nghĩ như vậy, nhưng lúc đó người cha vợ còn sống nhất mực phản đối.
trước khi chết còn bắt ông ấy quỳ trước đầu giường lập lời thề không nạp thiếp, sợ con gái cầm của mình bị lạnh nhạt. Y nhất mực hiếu thuận cho nên đồng ý luôn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra người tên Phàn Thành này là nam nhân biết giữ chữ tín. Vậy chuyện của các ngươi và y có biết không? Biết, đại khái 5 năm trước, người vợ câm đó tìm đến Noãn Xuân Các quậy phá. Nhưng lúc đó cha nàng ta sắp không xong tới nơi, sợ Phàn Thành bị ép quá, ngược lại thôi nàng ta luôn. Do đó chỉ còn biết nhắm một mắt mở một mắt để chúng tôi đi lại với nhau. Vậy khi cô trở về, có phát hiện người khả nghi nào đến phòng không? Không có, nhân vì cô uống chút rượu, do đó tôi cảm thấy rất mệt, trở về là ngủ liền. Cho đến chiều khi nghe nói có khách tới, tôi mới dậy xuống giường rửa ráy. Ai ngờ khách nghe mùi thối quá bỏ đi, món tiền đó vẫn không kiếm được. Trong lúc nói chuyện, Tịch cô nương bước vào cũng không chào hỏi ai, nhắm thẳng đến chỗ đặt người chết đi tới. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng mùi hôi thối trong phòng sẽ đánh bật cô ta ra, nhưng không ngờ Tịch cô nương ngay từ đầu mày cũng không nhíu, bước thẳng tới nhìn. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, cô nương này đúng là quái nhân. Ngày hôm trước đến nha môn cứ bảo chỗ đó hôi, còn bây giờ thì không nói gì. Chẳng lẽ nha môn lại thối hơn chỗ có người chết này hay sao? Đang suy nghĩ, Tịch cô nương đã đến trước người chết. Tên thị vệ hung hãn lúc trước cũng bám sát theo sau. Tịch cô nương ngưng thần nhìn một hồi, sắc mặt chợt tái hẳn, cả người nhuyễn ra quỵ xuống. Rất may là Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở bên cạnh nên nhanh chóng đỡ nàng ta lên. Tịch cô nương không sao chứ? Mộ Dung Huỳnh Tuyết nhìn dáng vẻ của cô ta đã đoán được mấy phần. Tịch cô nương lắc đầu, từ từ ngồi xuống, khẽ vén tóc phủ tán loạn trên mặt người chết, nhìn gương mặt bị rạch nát mà nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào hỏi: Mạnh sư gia, là ai giết cô ấy? Hiện giờ còn chưa biết, chúng tôi vừa đến được một chút thôi. Ta nghĩ đại khái là người mà cô đang tìm nên gọi người đến báo cáo cô, đến nhận mặt thử. Cô xác định thử coi đây có phải là Liên Nhi mà cô đang tìm hay không? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, cái mặt này đã bị rạch bầm ra như vậy, hơn nữa y phục trên người cũng không còn. Cô từ đâu mà biện nhận người này là Liên Nhi của cô đây? Tịch cô lương gật đầu, chỉ vào ngực của người trên. Trên đó có một nốt ruồi son bằng nửa hạt gạo. Sau đó Tịch cô nương giơ chân trái của người chết lên, ở cổ chân có vết thương dài khoảng 3 mm. Vết thương này là vào một ngày hè ở nhà ta năm đó, hai chúng ta cùng chơi với nhau ở giả sơn. Cô ấy không cẩn thận té từ trên giả sơn xuống, lưu lại vết thương. Mặt tuy không còn nhìn rõ nữa, nhưng ta vẫn khẳng định là cô ấy. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Vậy Tịch cô nương chuẩn bị làm sao đây? Liên Nhi chết thảm như vậy, hy vọng các người có thể bắt hung thủ quy án, báo cửu cho cô ta. Điểm này không cần cô nương phải dặn dò, chúng tôi sẽ toàn lực tầm nã hung thủ. Ta là hỏi cô nương định làm sao với thi thể của Liên Nhi đây? Hiện giờ đã tìm được nha đầu này rồi, ta cũng đã yên tâm mà đi được rồi. Cô ta sinh ra ở đây cho nên làm phiền Mạnh sư gia tìm một nơi có phong thủy tốt hậu táng cho cô ta. Những phí dụng tương quan khi ta đi sẽ nhờ người đưa lại cho sư gia. Khó khăn lắm mới được vị tiểu thư cao cao tại thượng này dùng hai chữ làm phiền để nhờ vả. Mạnh Thiên Sở nghe xong tự nhiên giả vờ khách khí hẳn lên. Tịch cô nương đứng dậy bước ra cửa, nói với người trẻ tuổi theo hầu vài câu rồi chậm bước mà bỏ đi. Người trẻ tuổi đó đại khái khoảng 20, xem ra là cân ban của Tịch cô nương, dáng vẻ rất nhanh nhẹn lão luyện. Chờ Tịch cô nương đi rồi, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở dè dặt mà nói: Vừa rồi còn làm ra vẻ rất thương tâm, sau đó đi rồi ngay đầu cũng không thèm quay lại, không biết là đau lòng thật hay là giả vờ đây. Người trẻ tuổi đó khom người tiễn Tịch cô nương đi xong liền đứng thẳng dậy, ra vẻ ngạo khí ngút trời, khinh khỉnh ngoắc tay gọi Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Vương Dịch: Đúng là cáo mượn oai hùm, chủ tử ngon, người dưới cũng không tệ à. Nói xong chậm bước tiến đến gần người trẻ tuổi đó. Người trẻ tuổi nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Mạnh Thiên Sở: Mạnh sư gia đó sao? Vừa rồi tiểu thư của chúng tôi đã nói với ta rồi, chúng ta nhân vì phải gấp về kinh thành, cho nên sự tình của Liên Nhi làm phiền người dùm. Đây là ngân phiếu 500 lượng, thỉnh ngươi thu lại. Chúng ta sáng mai phải đi rồi, sự tình còn lại ngươi đảm đương vậy. Tiểu tử này tuôn đa một chàng dài, Mạnh Thiên Sở nhất mực cho mình là lanh lợi, không ngờ gặp phải vị lão huynh này còn lanh lợi hơn, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng nói.
Tiểu tử đó đưa ngân phiếu vào tay Mạnh Thiên Sở xong, ngạo mạn mỉm cười gật đầu xong, chuyển thân bỏ đi. Mạnh Thiên Sở lệnh cho thủ hạ khiêng thi thể người chết ra nghĩa trang. Hắn còn phải tiến thêm một bước kiểm tra, nên thu thập hiện trường rồi cùng Mộ Dung Huynh Tuyết và mọi người về nha môn. Tịch cô nương này và người bên cạnh cô ta thật là kỳ kỳ quái quái, mọi người có cảm thấy như thế không? Một tiểu bộ khoái ở bên cạnh nói. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Vương Dịch đồng tình. Còn có tên tiểu tử kia nữa, người ta đều gọi người chết là Liên cô nương, thế mà hắn gọi thân thiết như vậy, cái gì mà Liên Nhi chứ? Xem ra là có quan hệ không tệ với cô nương đó lúc còn sống rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng nói. Được rồi, mọi người đều đã mệt rồi, chiều nay Mộ Dung và Vương Dịch cùng ta ra nghĩa trang, người khác ở nha môn chờ tin tức. Ta hiện giờ về nhà xem xét trước, nếu mà không về e rằng người trong nhà ta sẽ quên bén ta tính tá như thế nào luôn rồi. Mạnh Thiên Sở cười đùa như vậy, mọi người cũng phụ họa theo. Trời ạ, tôi còn phải đến nghĩa trang nữa sao? Mộ Dung Huynh Tuyết khi nghĩ đến tình cảnh khủng khiếp khi giải phẫu, nhịn không được vỗ đầu thống khổ, hạ giọng than dài. Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe được, cười hỏi. Cô không đi thì ai ghi chép cho ta đây? Được mà, đi thì đi chứ, sợ gì? Các người có ai có số khổ như ta không? Mộ Dung Huynh Tuyết theo Mạnh Thiên Sở đã khá lâu, nói chuyện không còn câu thúc như lúc đầu nữa, thỉnh thoảng cũng lộ ra tính cách nũng nịu một chút. Ăn cơm chưa xong, Mạnh Thiên Sở chợp mắt ở nhà một chút, nghĩ đến trời chưa oi bức, thi thể để thời gian càng lâu càng không tốt. Do đó, hắn bỏ dậy đến nha môn, gọi Mộ Dung và Vương Dịch đến nghĩa trang. Kinh qua giải phẫu thi thể, nhận định chí mệnh thương là vết cắt do vật bén nhọn ở động mạch cảnh, dẫn tới mất máu quá nhiều, bị sốc rồi tử vong. Sử nữ mô của người chết bị rách nhưng là cũ xưa. Hơn nữa, ở trong ngâm đạo kiểm tra tinh dịch, chứng minh người chết trước khi lâm tử có hành vi tính dục. Ngoại trừ phần đầu bị sưng đọng huyết, những bộ vị khác trên cơ thể không có vết thương do đề kháng. Từ đó đoán ra hành vi tính dục là tự nguyện hoặc là bị mê gian, tức là bị đánh thuốc cho ngất đi rồi xâm phạm tình dục. Hiện giờ trong thân thể người chết có thành phần thuốc an thần hay không thì Mạnh Thiên Sở không hề có thiết bị kiểm nghiệm, và hắn cũng không bài trừ chuyện bị đánh vào đầu hôn mê xong rồi bị cưỡng gian. Khi ba người rời khỏi nghĩa trang thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Dù gì thì cũng coi như làm xong một chuyện lớn. Mộ Dung Huynh Tuyết kiến nghị ăn cơm ở ngoài sau đó mới về. Mạnh Thiên Sở nghĩ mấy ngày nay mọi người theo mình chịu khổ, liền đề nghị do bản thân thỉnh khách mời mọi người đi ăn cá. Ba người hứng chí đi đến chỗ quán bán thức ăn chế biến từ các đặc sản trong vùng. Trưởng quầy đều nhận ra họ, cho nên mọi người gặp mặt là tùy ý chào hỏi. Chọn món ăn xong, họ vừa ăn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Đúng là nhận không ra, Liên Nhi đó mới nhỏ nhỏ như vậy mà đã không còn là một thân xử nữ nữa rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm thán. Kỳ thực cái này ở nhà giàu là quá bình thường mà. Hơn nữa cô ta đẹp như vậy, bị lão gia hay vị thiếu gia nào đó trong nhà nhìn chúng thì tự nhiên chạy không thoát rồi. Mạnh Thiên Sở nói. Nam nhân các người đúng là ác mà, ngay cả cô nương nhỏ như vậy cũng không buông tha. Ấy ấy, đừng có cô đũa quả nắm như vậy có được không? Hơn nữa cô nương đó đâu có nhỏ nhất gì nữa. Ăn chiếu theo cách nói của tiểu thư nhà cô ta thì cô ta đã 17 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, ngoại trừ cô còn ở khuê phòng ra, thiên hạ người ta đều sắp làm bà hết rồi. Vương Dịch cười hề hề. Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt, ném đũa trong tay qua. Vương Dịch cười ha hả vụt tay, chụp đôi đũa rất nhẹ nhàng. Mọi người đang nói cười cười, đột nhiên từ trong nhã gian bên cạnh truyền ra tiếng cãi cọ rất lớn, dường như có ai đó uống say tranh chấp với người. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ của quán chạy ra nói với Mạnh Thiên Sở. Sư gia, bộ đầu, các vị vào xem giúp, chỗ này của chúng tôi chỉ bán nhỏ, vốn ít, bọn họ mà đánh nhau thật thì tổn thất này không biết ai đền đây. Bọn chúng mà đập đồ thật thì tự nhiên là do bọn chúng đền rồi, ông đừng lo. Vương Dịch ra vẻ muốn xem trò vui nên không đứng dậy giúp. Ai ô, đại gia tốt của tôi ơi, nếu như đó là người trong thành chúng ta thì tôi có thể đòi chuộc được. Đằng này người trong nhã gian đó là người từ ngoài đến du ngoạn, đi rồi thì tôi tìm ở đâu đây? Đang nói chuyện, cửa chợt bị đá ra, một nam tử loạng choạng đi ra ngoài, trong tay cầm một bầu rượu, vừa đi vừa uống, miệng còn lèo bầu không biết nói gì, khiến trưởng quỹ của quán ăn đó vội vàng chạy tới đỡ. Không ngờ nam tử đó đẩy trưởng quỹ ra, có lẽ do uống nhiều nên lực khí lớn,
trưởng quỹ bị đẩy bắn ra xa, té phịch xuống đất. Vương Dịch thấy vậy, bước tới chụp giữ người đó lại. Kẻ đó định giãy ra, nhưng không ngờ Vương Dịch ngầm dùng ám kình, người đó động đậy không được, nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế trên bàn. Mạnh Thiên Sở ngước mắt nhìn, thấy hơi quen quen. Lúc này, Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh khẽ nhắc hắn, khiến hắn nhớ lại tên cân ban của Tịch cô nương lúc trưa. Người đó uống đã say mềm, căn bản không nhận ra người đến là ai, chỉ nằm phục xuống bàn, vò rượu trong tay đã gần hết sạch. Y lấy tay đảo qua đảo lại, phát hiện không còn tí nào nữa, tức mình giống lên. Mang rượu lại đây, chỗ các ngươi là chỗ chó nào vậy? Ngay nữ nhi hồng chánh tông một chút cũng không có, còn nói cái gì là trên có thiên đường, dưới có tô hàng, đúng là lừa người ta mà. Mau, mau mang rượu ra đây cho tô lão gia ta. Lúc này, một nam nhân trung niên từ trong nhã gian bước ra, xem ra cũng có chút uống rượu, nhưng chưa say, đi vẫn chưa lắc lư. Đi thẳng tới nam tử nằm ở bàn, khẽ nói: Viêm Nhi, chúng ta nên đi về rồi, lát nữa tiểu thư phát hiện chúng ta không có mặt, chúng ta sẽ thảm đấy. Nam tử đó chẳng thèm để ý đến trung niên, giống lên: Muốn đi thì ông đi trước đi, tôi không đi, Liên Nhi đã không còn cần tôi nữa, một mình tôi sống còn ý nghĩa gì đây? Trung niên kia ra vẻ rất sợ hãi, nhìn phải nhìn trái, dùng tay che miệng của nam tử đó. Còn điên rồi sao? Con không biết tay vách mạch rừng hay sao? Đã nói với con rồi, nhà đầu đó đã chết rồi, con sau này có tiền đồ rộng mở đang chờ đợi. Con nhỏ đó chỉ là một nha hoàn, con còn nhớ nó để làm cái gì nữa? Con chẳng lẽ không nhìn ra tâm ý của tiểu thư đối với con hay sao? Nó chết rồi thì hay quá, nó còn sống ngày nào thì ta còn lo ngày ấy. Con sao không để cho kẻ làm cha như ta yên lòng một chút chứ? Nam tử đó nghe lời này xong, nước mắt lại chợt trào ra. Nàng đã nói với ta rồi, nàng nói rồi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nàng nói rằng muốn cùng ta ngắm tịch dương, nhìn mặt trời mọc, nhìn hài tử của chúng ta lớn lên, nhìn tóc của chúng ta bắt đầu bạc, chứng kiến chúng ta ai mau già hơn ai. Tất cả đều là nàng nói, nhưng mà nàng sao nói đi là đi như thế chứ? Nam tử đó đột nhiên đứng dậy, quay người lại túm lấy cổ áo của cha mình. Tôi biết là ông giết cô ấy, đúng không? Ông đã từng nói qua muốn cho cô ấy chết, đúng thế không? Ông sao có thể để cô ấy chết như vậy chứ? Ông làm vậy chẳng phải là quá âm độc hay sao? Trung niên nam nhân đó phát hiện ba người Mạnh Thiên Sở đang nhìn họ như nhìn quái vật, vội vã cảnh giác đỡ nam tử dậy. Hai người đi ra ngoài cửa, khi ra cửa còn quẳng cho bọn tiểu nhị mấy miếng bạc vụn. Nhìn bọn họ bỏ đi, Mộ Dung Huynh Tuyết thở dài, ngồi xuống ngẩn ngơ. Huynh Tuyết, lại nghĩ cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở hỏi. Nghĩ đến nam tử Tô Viêm đó, nhớ lại mấy lời y vừa nói. Nữ nhân các người đều thích nghe lời ngon ngọt của nam nhân, mấy lời này là những lời mà nữ nhân các người thích nghe nhất. Nhưng vấn đề là nam nhân đó vừa nói rõ ràng những lời đó là do nữ tử tên Liên Nhi nói với gã. Tôi cảm giác cảm tình của họ xem ra rất tốt. Thế nhưng cha của hắn ngược lại rất hy vọng ả Liên Nhi đó chết đi. Vương Dịch xen lời. Xem ra bữa ăn này chúng ta không ăn ngon rồi. Chúng ta bây giờ đi khiến cho hai người kia tỉnh rượu. Mạnh Thiên Sở nói xong đứng dậy. Mộ Dung Huynh Tuyết và Vương Dịch đành phải theo sau. Mạnh Thiên Sở và hai người đến khách sạn của Tịch cô nương. Hai người kia xem ra đã về phòng trước. Tiểu nhị vừa thấy bọn Mạnh Thiên Sở đến, vội vã tươi cười bước ra đón. Sư gia, trễ vậy mà có chuyện gì không? Tịch cô nương đến từ kinh thành đó, ở phòng nào? Chúng ta tìm cô ta có chút chuyện. Cô ta và mấy người vừa ra ngoài, hiện giờ vẫn chưa về. Tiểu nhị đó mỉm cười đáp. Ra ngoài rồi ư? Vậy một già một trẻ theo cô ta chẳng phải là mới về rồi hay sao? Vương Dịch hỏi. Hai người đó đích xác là đã quay về, nhưng mà bọn họ không đi chung với Tịch cô nương. Vậy Tịch cô nương đi đâu rồi, ngươi có biết hay không? Lúc bọn họ ra ngoài, một thiếp thân thị vệ cạnh Tịch cô nương nói đến hỏi trưởng quỹ của chúng tôi Thúy Vân Sơn Trang ở đâu, e rằng là đến đó chăng? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, những người này sao lại đến Thúy Vân Sơn Trang làm gì? Vậy Liên Nhi khi còn sống đến tìm Thúy Vân Sơn Trang, hiện tại Tịch cô nương cũng đến đó để làm cái gì đây? Vậy sư gia, ngài xem là chúng ta có đuổi theo họ không, hay là nên tìm phòng hai cha con nhà đó? Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi. Tiểu nhị, người ở đây còn cái gì ăn không? Chúng ta hiện giờ đói quá, tùy tiện cấp cho chúng ta điểm gì đó ăn đi. Mạnh Thiên Sở nói vậy, tiểu nhị vội vã đáp ứng ngay. Dạ có, vốn là chuẩn bị làm món ăn đêm cho Tịch tiểu thư,
đã sắp làm xong rồi, tiểu cô ta nói muốn đi, do đó hiện giờ đã xong còn đó, chúng tôi lập tức dọn lên cho ngài. Là món gì, ngon không? Đều là những món nho nhỏ của Tây Hồ chúng ta, là món cá hấp xôi gà, tổng cộng 7 món, phân lượng cũng khá nhiều, đủ cấp cho các vị lót dạ, không thành vấn đề đâu. Vậy được, vậy đa tạ tiểu nhị vậy. Mạnh Thiên Sở cảm tạ, tiểu nhị vội vã xuống nhà bếp. Chờ tiểu nhị đi rồi, Mạnh Thiên Sở mới nói với Mộ Dung Huynh Tuyết. Chúng ta không lên lầu làm gì cả, cũng không ra ngoài đuổi theo, chúng ta cứ chờ ở đây thôi. Hiện giờ chúng ta không có xe ngựa, dựa vào chân tự nhiên đuổi theo không nổi. Còn nếu trở về nha môn lấy xe rồi đuổi theo thì đến nơi cũng lỡ rồi. Hơn nữa vừa rồi tiểu nhị có nói, xem ra là phát sinh chuyện gì đó, tịch cô nương mới lâm thời quyết định đi ra ngoài. Chờ một lúc khi tiểu nhị trở lại, chúng ta hỏi sẽ biết ngay. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, xem ra là đã chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa còn rất thịnh soạn. Mạnh Thiên Sở và hai người ăn ngốn ngấu, chẳng mấy chốc đã hết sạch các món. Tiểu nhị ở bên cạnh thấy bộ dạng của họ như vậy, nhịn không được liền cười, bước lên hỏi họ có muốn ăn gì nữa không. Bọn Mạnh Thiên Sở vội lắc đầu, nói là đã no, sau đó lưu tiểu nhị lại tiếp tục hỏi chuyện. Tịch cô nương đó trước khi đi có ai đến tìm không? Mạnh Thiên Sở liền hỏi. Cái đó tôi cũng không biết, nhân vì lúc đó trưởng quỹ bảo tôi ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho tịch cô nương, sau đó trưởng quỹ đến bảo tôi không cần chuẩn bị nữa, rằng tịch cô nương định ra ngoài. Tôi liền đi xa, vừa khéo thấy tên thị vệ đó hỏi trưởng quỹ của chúng tôi đừng đến Thúy Vân Sân Trang. Nhân vì trời tối, trưởng quỹ sợ họ không tìm thấy, còn gọi nhị cẩu ở trong điếm đi theo họ dẫn đường. Người nói nhị cẩu trong điếm của các ngươi đi cùng với họ sao? Đúng vậy, là đi cùng, tôi tận mắt chứng kiến mà. Vậy người có thấy thiếp thân của nha hoàn của tịch cô nương chưa? Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp. Là cô nương đã chết trong nhà chứa đó hả? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, xem ra mọi người đều biết Liên Nhi đã chết trong loãn sân cát. Xem ra sau này tú bà Phượng Minh nơi đó muốn làm ăn khấm khá cũng khó lắm đây. Đúng vậy. Ê, đã thế qua rồi, khi họ lần đầu đến đây tôi còn cho nha hoàn là tiểu thư, tiểu thư là nha hoàn nữa. Nha hoàn đó chẳng có vẻ là nha hoàn gì cả, hơn nữa còn có cảm tình rất tốt với tiểu thư. Tịch cô nương đến chỗ chúng tôi mấy ngày, chỉ khi có nha hoàn ở đó thì cười, còn không thì sầm mặt, ghê người lắm. Vậy hai người vừa trở về đó có quan hệ thế nào với nha hoàn? À, người lớn tuổi là quản gia của tịch cô nương, còn người nhỏ là con của y. Quan hệ ra sao thì tôi còn chưa nhìn ra, thế nhưng nha hoàn đó và đứa con của quản gia xem ra rất thân mật, ăn cơm làm việc gì đó cũng chung nhau hết. Nha hoàn đó khi đi ra buổi sáng hôm ấy người có nhìn thấy không? Lúc đó cô ta và con trai của quản gia cùng đi, tôi còn chuẩn bị mở cửa liền thấy hai người họ rất thân mật đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nghe thấy thế lập tức cảnh giác ngay. Hắn nhớ lại trưởng quỹ ở quán trà từng nói ngày đó chỉ thấy Liên Nhi đi có một mình. Như vậy con trai của quản gia lúc đó đã đi đâu đây? Vậy ngươi thấy con trai quản gia trở lại khi nào? Cái đó thì tôi không chú ý. Đang nói chuyện, ở cửa có một khất cái vừa ngủ dậy, thấy trong quán còn có người ăn cơm liền tiến vào xin ăn. Tiểu nhị thế vậy tức giận xông tới, vừa xô vừa đẩy khất cái ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thế vậy quát ngăn tiểu nhị, đem những món còn lại trên bàn chút vào một bát, gọi khất cái lại cho hết. Chờ tiểu nhị bận rộn đi làm chuyện khác, Mộ Dung Huynh Tuyết nói: Vậy thì thật kỳ quái, ăn chiếu theo cách của Tô Viêm và tiểu nhị nói thì y và Liên Nhi có cảm tình rất tốt, sao ngày đó ở loãn sân các gã lại chẳng vào nhìn người trong lòng một chút nào, thậm chí còn cười được, lại còn nói một lô một lốc với sư gia như vậy? Cũng có thể là hắn không muốn nhìn thấy người yêu dấu của mình bị người khác sát hại tàn nhẫn như vậy, cho nên không xen vào. Vương Dịch nói. Vương Dịch nói không phải không có đạo lý, nhưng hãy nghĩ hắn làm sao vẻ chuyện không liên quan đến mình như vậy, quả thực không phải ai cũng làm được đâu. Mạnh Thiên Sở tiếp lời. Mạnh Thiên Sở mang thiếp thân hộ vệ Chu Hạo và Vương Dịch, Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở phòng khách nhẫn nại chờ bọn tịch cô nương trở về. Người trên lầu cũng đã an tĩnh trở lại, xem ra là đã uống say ngủ rồi. Đến canh hai, tịch cô nương mặc một bộ hắc y mang mấy tùy tùng và thị vệ trở về, vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người ngồi chờ, khóe mắt lộ ra một tia hoảng loạn nhưng nhanh chóng biến mất. Tiểu nhị ngồi ở bên cạnh ngắp vắn ngắp dài, nhìn thấy tịch cô nương trở về lập tức bước ra tiếp hỏi: Cô nương trở về rồi ư? Tịch cô nương chỉ lạnh lùng gật đầu, không hề để ý đến tiểu nhị, bước thẳng tới chỗ bọn Mạnh Thiên Sở.
Sư gia tối như vậy mà đến thăm viếng, xem ra nhất định là có sự tình gì trọng yếu muốn nói với ta rồi. Cô nương tối như vậy mà còn đến Thúy Vân Sơn Trang, chẳng lẽ là trước khi đi đến nhìn xem chỗ mà Liên Nhi đã từng sống và sinh ra xem như thế nào đúng không? Là ai nói ta đến Thúy Vân Sơn Trang cái gì đó? Trong lúc nói, tịch cô nương quét mắt lạnh lùng nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị đó vội vã cúi đầu, lui nhanh qua một bên. Tịch cô nương khẽ thở dài một hơi dài nói: Ta vốn định là định đi, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Mạnh Thiên Sở ngầm tính toán thời gian một chút, cảm thấy không đúng. Nếu không đi Thúy Vân Sơn Trang mà đi những chỗ gần đâu đây thì ba thời thần này họ làm cái gì? Hơn nữa là đi vào nửa đêm nửa hôm nữa chứ. Được rồi, ta ngày mai phải lên đường sớm, ta không tiện cùng Mạnh sư gia và các vị nói chuyện phiếm nữa. Các vị cũng chờ lâu, khổ quá rồi, cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Mạnh Thiên Sở thấy vị tịch cô nương này đang hạ lệnh trục khách, cho nên đứng dậy nói: Chúng ta đêm nay khi ăn cơm tối có gặp được hai người, những gì bọn họ nói có liên quan đến cái chết của nha hoàn nhà các ngươi. Tịch cô nương nghe thế kinh ngạc quay nhìn Mạnh Thiên Sở: Là ai? Các người bắt được họ chưa? Chúng tôi nếu muốn bắt về tra hỏi, xem ra phải kinh qua sự đồng ý của cô rồi mới được. Đây là Nhân Hòa huyện mà, các người điều tra phán còn hỏi hay nói với ta làm gì? Các người cần phải làm những chuyện gì cần làm, không cần hỏi ta. Mạnh Thiên Sở cười ngay: Vậy thì mọi chuyện nghe theo lời tịch cô nương vậy. Vương Dịch, lên lầu bắt người. Vương Dịch nghe vậy lập tức co giò lên lầu ngay. Tịch cô nương thấy có chuyện không, có vẻ không ổn, vội vã quát ngăn y lại: Chờ đã, Mạnh sư gia, ngươi làm cái trò gì vậy? Trên lầu toàn bộ là người của ta ở, ta đã bao hết cả tầng lầu này rồi, ngươi muốn lên đó bắt ai? Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh tịch cô nương, chợt ngửi thấy một mùi hương hoa, xem ra là hương vị của hà hoa, hoa sen, lập tức hai mắt nhìn sáng bừng, dè dà mà đáp: Cô nương vừa rồi cũng nói rồi, Nhân Hào huyện đây là địa bàn của chúng tôi. Chúng tôi đang điều tra phá án, chúng tôi nên làm những chuyện gì chúng tôi cần phải làm, thế nào? Hiện giờ cô chẳng lẽ nói không với ta hay sao? Tịch cô nương đó nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, vỗ tay đập mạnh lên bàn, âm thanh vang lên chát chúa. Trong đêm khuya thanh vắng, chẳng khác gì một tiếng sấm nổ giữa trời không. Mạnh Thiên Sở, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng quên thân phận của mình. Chẳng phải ngươi chỉ là một sư gia nho nhỏ hay sao? Ta gọi ngươi một tiếng sư gia là nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi đừng cho rằng mình ăn cơm của công rồi tự coi mình là người nhà quan vậy. Nói đi, còn nói lại, cho dù các ngươi là tên quan huyện đó, trong mắt ta chẳng qua chỉ là con chó vẫy đuôi, huống chi là ngươi. Mạnh Thiên Sở chẳng nóng giận chút nào, ngược lại còn cười cười hỏi: Cô phát nóng cái gì? Trên địa bàn của ta có người chết, ta tự nhiên phải quản. Vương tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, đạo lý này tự nhiên không cần phải ta dạy lại cho cô rồi. Và cô là cái thá gì chứ? Cô dựa vào người trong nhà có quan hệ với ai đó mà muốn làm cái gì thì làm hay sao? Cô là phẩm quan thứ mấy, là phẩm cấp gì? Ngươi đừng có quên thân phận của chính mình. Ta hôm nay báo cho ngươi biết, ta không có khoác lên người cái áo quan, ta cũng không cần phải sợ đắc tội với ai hay muốn biến mình thành người ở góc độ nào. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng đừng có quên thân phận của chính mình. Ngươi to gan thật. Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không bắt hắn cho ta? Ta không tin là ta không thu thập được tên sư gia nho nhỏ không biết trời cao đất dày này là gì. Lời vừa dứt, mấy thị vệ bên cạnh tịch cô nương xông lên định bắt Mạnh Thiên Sở. Chu Hạo cười gằn lạnh lùng đứng phắt dậy, vừa định động thủ thì đột nhiên nghe trên lầu có tiếng người nói. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn, thì ra đó là Tô Viêm. Gã xem ra là vừa giật mình tỉnh giấc, khát nước nên đi tìm nước uống, đang vô lực dựa vào lan can trên lầu lớn tiếng gọi tên một người. Mọi người lắng nghe kỹ thì ra người được gọi chính là Liên Nhi. Gọi liền hai tiếng rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, thân thể của gã mềm nhũn ngồi phục xuống đất khóc ồ ồ. Tịch cô nương thấy vậy cũng không còn để ý gì đến vị sư gia nho nhỏ mà gan bằng trời này nữa, vội vã ra hiệu cho tên thị vệ bên người nhanh chóng lên lầu đỡ Tô Viêm về phòng. Hai thị vệ nhanh chóng xông lên lầu đỡ Tô Viêm về phòng của y, không ngờ y vẫn ngồi ì dưới đất không chịu đứng dậy. Các người định làm gì? Các người giết Liên Nhi của ta, chẳng lẽ còn muốn giết luôn ta? Giết đi, giết đi, dù gì không còn nàng ấy nữa, ta cũng không muốn sống nữa đâu. Tịch cô nương nghe thế cũng theo lên lầu, bước tới trước mặt Tô Viêm khẽ đỡ hắn lên. Tô Viêm, trở về phòng đi được không? Lời này được nói giống như một người mẹ đang dỗ dành con của mình vậy. Tô Viêm vừa nhìn thấy tịch cô nương đột nhiên quay ngoắt đầu đi, mặt nhìn xuống dưới,
Mạnh Thiên Sở phát hiện gương mặt của Tô Viêm vừa rồi từ bi thương chớp mắt chuyển sang khinh bỉ, giống như đối diện với sự hảo tâm của vị chủ tử này, gã chẳng thèm lĩnh tình. Tịch cô nương muốn nói cái gì đó, đại khái là ngại dưới lầu còn có người ngoài, cho nên ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẫn lại lại được, không lên tiếng, quay lại lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở dưới lầu bảo: "Ngươi nếu như không chịu biết điều, dẫn người đi thì đừng trách ta không khách khí nữa." Mạnh Thiên Sở cười cười, thầm nghĩ bản thân mình cũng chỉ nghe người khác nói chuyện và không có chứng cứ gì, chấp y mang người của người ta đi là không thích hợp chút nào. Hơn nữa, nữ nhân điêu man này nếu mà phát hỏa thực sự, bản thân hắn thì chẳng nề hà, nhưng Thái Chiêu lỡ bị liên lụy thì hắn không ích lợi gì hơn. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nói: "Chúng ta đi thôi." Mấy người vừa đi gần tới cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết nhỏ giọng nói: "Nếu như bọn chúng tự giết cô nàng tên Tiểu Liên đó, chúng ta tra ra rồi thì người của bọn chúng đã đi rồi, sư gia nó làm sao đây?" Mạnh Thiên Sở bật cười: "Chúng ta chỉ còn nước, lên kinh thành coi thử, bọn chúng dù sao cũng không tự dưng biến mất được. Để bọn chúng đi trước đi, lưu ở đây thậm chí còn khiến chúng ta không thể rộng rãi tay chân điều tra án này được." "Thế nhưng mà..." Mộ Dung Huynh Tuyết còn định nói cái gì đó, Vương Dịch liền nhìn nhìn nàng, nàng lập tức im miệng luôn. Khi mấy người bước gần hơn đến cửa, Tô Viêm ở trên lầu đột nhiên gọi giật họ lại: "Mấy người đừng có đi, ta đã nhận ra mấy người rồi. Mấy người đến đây làm cái gì hả? Có phải là tìm được hung thủ giết chết Liên Nhi rồi hay không?" "Các người còn đứng được ra đó làm cái quái gì vậy? Còn không mau đưa Tô Viêm trở về phòng cho ta." Đó là tiếng nói của Tịch cô nương: Các người đừng có kéo ta. Các người là bọn chó của Tịch Nhược Đình đó. Các người chỉ biết cắn người. Các người còn biết làm cái gì nữa đây?" Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm: đứa con của người quản gia này quả đúng là uống rượu say, tự cấp cho mình cái gan lớn như vậy, lời gì cũng dám nói ra cả. Nhưng hắn không để ý đến thằng người mà bỏ đi. Mệt mỏi cả mấy ngày rồi, Mạnh Thiên Sở trở về đến nhà thì trời cũng đã sắp sáng. Hắn vốn định đến phòng của Tả Giai Âm, nhưng sau đó nghĩ lại nhớ nàng nhất mực ngủ không ngon, rất hay thức giấc, và một khi tỉnh giấc thì ngủ không được nữa, cho nên hắn đi vào thư phòng của mình để ngủ, vì dù sao trong thư phòng còn có giường. Mạnh Thiên Sở mở cửa thư phòng đang chuẩn bị đóng lại, đột nhiên nghe trong phòng có âm thanh, lòng liền kinh hãi, vội móc từ trong người đá lửa ra đánh lên nhìn, phát hiện thì ra đó chính là Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cũng giật lấy mình, ngồi bật dậy trên giường, vừa định hỏi là ai, rất may là đá lửa của Mạnh Thiên Sở lóe lên kịp thời, nếu không nghe rằng nàng đã ra tay tập kích hắn rồi. "Giai Âm phải không?" Mạnh Thiên Sở vừa kinh vừa mừng: "Nàng sao lại ở nơi đây?" Hắn vội vã bước tới, ôm nàng vào lòng, thương yêu sờ đầu của Tả Giai Âm. "Căn phòng này hơi ẩm lạnh, nàng gần đây thân thể không được tốt, sao lại chạy tới phòng này ngủ? Cẩn thận coi chừng sinh bệnh đấy. Gần đây ta rất bận, không chiếu cố nàng được, biết chưa?" Tả Giai Âm nghe thế, nằm phục trong lòng Mạnh Thiên Sở, dùng tay khẽ ôm eo hắn: "Thiếp vốn chỉ muốn ở đây xem sách, không ngờ tự nhiên ngủ luôn." "Vậy Phi Yến sao không gọi nàng dậy? Cô ả này thật là càng ngày càng không biết quy củ rồi." Mạnh Thiên Sở bực mình gắt: "Chàng đừng có trách Phi Yến, mỗi ấy có đến gọi thiếp, còn mang cho thiếp chút đồ ăn đêm. Người ta cũng là phu nhân của chàng, chàng cũng không cần thương người này, ghét người kia đâu. Như vậy thiếp không biện pháp nào cùng mỗi ấy và Phượng Nghi hòa hợp được. Kỳ thực hai người đối với mỗi rất tốt." Mạnh Thiên Sở thương xót hôn má Tả Giai Âm, phát hiện lạnh ngắt, vội kéo mền gối trên đó đắp cho Tả Giai Âm: "Ta ấm nàng trở về phòng ngủ nha, được không?" Tả Giai Âm nghe thế vội vã lắc đầu: "Không đâu, thiếp thích ngủ ở đây với chàng, có chàng thiếp không lạnh đâu." Mạnh Thiên Sở nghe Tả Giai Âm nói vậy liền cười hề hề: "Có phải vậy không đấy, ta không có ở đây có phải là đặc biệt nhớ ta rồi không?" Tả Giai Âm thẹn thùng vùi đầu vào lòng Mạnh Thiên Sở, ngón tay khẽ vẽ trước ngực hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn bộ dạng của Tả Giai Âm trong lòng kích động, từ từ đặt nàng xuống giường, 3 lần 7 21 cởi bỏ hết quần áo trên người, trườn người lên ép người nàng xuống, khẽ nói nhỏ vào tai Tả Giai Âm: "Để ta ủ ấm cho nàng được không?" Tả Giai Âm khẩn trương ôm chầm cổ của Mạnh Thiên Sở, thở hổn hển nói: "Được." Mạnh Thiên Sở xong việc ngủ một giấc tới trời sáng, khi tỉnh dậy Tả Giai Âm đã không còn ở bên cạnh nữa, nhưng mền gối vẫn còn hương vị trên người Tả Giai Âm. Hắn nghĩ tới tình cảnh hai người triền miên trên giường lúc đêm, nhịn không được mỉm cười ngọt ngào. Tả Giai Âm có lẽ là sợ các phu nhân khác nhìn thấy không tiện, vội vã trở về phòng của mình rồi. Đang suy nghĩ, Phi Yến từ ngoài cửa đã lớn tiếng nói chuyện,
ắt là có người nào đó đến. Mạnh Thiên Sở không thèm để ý đến, gần đây hắn mệt mỏi quá, muốn ngủ thêm một chút nữa. Thiếu gia nhà chúng tôi vẫn còn ngủ, người có chuyện gì cứ nói cho phu nhân chúng tôi được rồi, chờ thiếu gia chúng tôi dậy, chúng tôi sẽ chuyển cáo cho người. Phi Yến xem ra rất phiền với người mới tới, nên lời nói không khách khí chút gì. Không được, ta nhất định phải gặp được Mạnh sư gia mới được. Một thanh âm của nam tử khẩn cấp nói. Mạnh Thiên Sở nghe được, cảm giác tiếng nói này có vẻ quen tai. Hắn bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, người đó đang xoay lưng lại. Thế nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn còn nhận ra. Hắn khoác y phục lên người, mở cửa bước ra. Người đó nghe tiếng quay người lại, vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở liền vội vã bước tới. Mạnh sư gia, tôi tìm ngài có chuyện gấp. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Tô thiếu gia, thỉnh vào phòng ngồi, vừa rồi tiện nội ta có chỗ nào đắc tội, thỉnh bỏ qua cho. Sau đó ngoắc tay ra hiệu Phi Yến dọn trà. Mạnh Thiên Sở và Tô Viêm đến phòng khách. Phi Yến dọn trà thơm lên rồi ly khai. Tô Viêm thấy bên cạnh không còn một ai, liền bước tới quỳ trước mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không ngờ y sẽ làm như vậy, vội vã bước tới đỡ lên. Tô Viêm vẫn cố chấp không đứng dậy. Tô công tử, có lời gì thỉnh ngồi dậy rồi hãng nói. Công tử làm vậy là có ý tứ gì đây? Tô Viêm cảm thấy cay mũi, mắt đỏ hồng lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mạnh sư gia, đã sớm nghe nói ngài phá án như thần. Ngày đó ở Noãn Xuân Các, ta đã kiến thức sự thông tuệ và sắc sảo của ngài. Tiểu sinh hôm nay đến tìm ngài là hy vọng ngài có thể cho tôi biết ai là hung thủ sát hại Liên Nhi. Tô công tử, thành công tử đứng lên đi rồi nói. Làm như vậy để người ta thấy được không hay đâu, cậu nói phải không? Ta không đứng dậy, ngài nếu không cho ta biết, ta quyết không đứng dậy. Mạnh Thiên Sở thấy Tô Viêm cố chấp như vậy, thế đành thở dài, cúi người xuống nhìn vị nam tử mi thanh mục tú trước mắt. Ta xác thực còn chưa biết ai là hung thủ sát hại Tiểu Liên. Không thể nào, ta nghe tiểu nhị của khách sạn nói, hai người tối qua đến khách sạn để bắt hung thủ. Ngài nếu không biết, vậy đến khách sạn để làm cái gì? Ngài chẳng lẽ lại hoài nghi là chúng tôi tự giết người của mình, là Niên Nhi hay sao? Là ai? Là Tịch Nhược Đình phải không? Mạnh Thiên Sở không ngờ Tô Viêm lại nói như vậy, vô cùng cả kinh. Tô công tử, chúng ta hãy ngồi lên đi rồi hãng nói. Đều nói nằm nhi dưới chân có hoàng kim, cậu làm vậy chúng ta sao nói chuyện được đây? Tô Viêm nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy liền đứng lên trở lại ghế ngồi. Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy trở về ngồi lên ghế của mình. Mạnh sư gia, ngài còn chưa hồi đáp câu hỏi của ta. Tô Viêm nói. Mạnh Thiên Sở uống một ngụm trà còn chưa nói chuyện thì Tả Sai Âm đã mặc toàn thân váy màu hồng, bưng một bồn nước rửa mặt ta, mỉm cười bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở nói. Phu quân, chàng cũng thật là cứ bận bịu như vậy, dù sao cũng phải tẩy rửa một chút mới gặp khách nhân chứ, như vậy không lễ mạo chút nào. Mạnh Thiên Sở phát hiện Tô Viêm chỉ gật đầu mang tính lễ mạo đối với Tả Sai Âm, rồi cúi đầu xuống coi như không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, nàng ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Tô công tử, được không? Nàng đặt ở đó đi, ta tự rửa được mà. Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh Thiên Sở chờ Tả Gia Âm ra ngoài xong, vừa rửa mặt vừa nghĩ. Xem ra Tô Viêm nhất định là có cảm tình rất sâu nặng đối với Liên Nhi. Bản thân hắn tuy nhiên chưa từng gặp qua Liên Nhi ngoài đời thực, nhưng Tả Gia Âm của hắn là mỹ nhân không ai không hiểu. Thế mà trong ấn tượng của hắn, dường như nam nhân này gặp nàng rồi mà chẳng có cảm giác gì cả. Tô Viêm nói. Mạnh sư gia, ta biết là mình quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của ngài, nhưng nếu không phải Tịch Nhược Đình không sáng sớm, nó là có chuyện cần ra ngoài làm, chúng tôi đã trên đường rời khỏi chỗ này rồi. Ta không thể chần chừ mất thời gian ở đây quá lâu, nếu để ả biết được, ta đại khái là sống không nổi đâu. Tô công tử xem ra có chút thành kiến với Tịch cô nương. Tối hôm qua ta thấy cô ta đối với cậu rất tốt. Ta còn nói với đồng sự của ta về chuyện này, nói nàng ta tuy là chủ nhưng đối với người bên cạnh vẫn rất tốt, ví dụ như cậu, ví dụ như Liên Nhi. Ai ngờ Tô công tử nghe xong chỉ hừ một tiếng, ra vẻ rất khinh thường. Ai bảo là ả đối tốt với ta? Ta không thèm lĩnh tình. Còn về việc đối tốt với Liên Nhi, ta chưa bao giờ thấy qua. Ả hận Liên Nhi không chịu chết. Chết xong rồi, sau này ả có thể làm sao? Không làm sao cả. Mạnh sư gia, nếu như đã tra ra hung thủ là ai, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Ta không muốn để ả biết được ta đến chỗ này của ngài, do đó thỉnh Mạnh sư gia bảo mật dùm ta. Nói xong, Tô Viêm đứng dậy cáo từ. Mạnh Thiên Sở cười cười cũng đứng dậy đưa tiễn. Tô công tử yên tâm, Mạnh mỗ cũng không phải là người hay nói nhảm, lời cậu dặn ta không nói là được. Mạnh Thiên Sở tống tiễn Tô Viêm ra khỏi phòng khách, chợt nhìn thấy Phi Yến nhanh nhẹn chạy tới. Lão gia, nhà môn thúc giục người kia
nó là vừa rồi có người đến nhà môn báo án, lại xảy ra chuyện rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế, vội vã tiễn Tô Viêm xong rồi đi thẳng tới nha môn. Đến nha môn, người báo án vẫn còn ở lại, đại đường chưa ly khai. Vương Dịch và Mộ Dung Huynh Tuyết xem ra đã hỏi tình huống cơ bản rồi. Thấy Mạnh Thiên Sở đến, Mộ Dung Huynh Tuyết liền bước tới nói: "Sư gia, ngày cuối cùng cũng đến rồi, tôi nghĩ tịch cô nương đó e rằng không đi được nữa rồi." Mạnh Thiên Sở có chút không minh bạch, nhìn lại người báo án, thấy đại khái khoảng 40 tuổi hơn, là một phụ nhân có vẻ như chuyên làm thuê việc nặng cho người khác, ăn mặc đơn giản, bộ dạng trông rất bi thương. "Người báo án này có quan hệ gì với tịch cô nương không?" Mạnh Thiên Sở liền hỏi. "Ngài còn nhớ tối hôm qua chúng ta đến khách sạn tìm tịch cô nương đó không? Tiểu nhị trong khách sạn đó nói nhà hàng của chúng có người tên là Nhị Cậu đã đưa tịch cô nương đến Thúy Vân Sơn Trang rồi không?" "Nhớ rõ, sao hả?" "Người đến báo án là mẹ của Nhị Cậu, nói là từ sáng hôm qua tới giờ Nhị Cậu còn chưa về nhà. Bà ta đến khách sạn hỏi mới biết chiều hôm qua Nhị Cậu và tịch cô nương ra cửa đi xong không hề quay trở lại khách sạn." Mạnh Thiên Sở bước đến bên cạnh phụ nhân đó lên tiếng hỏi: "Con trai Nhị Cậu của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 17 tuổi rồi." Mạnh Thiên Sở quay người trở lại cạnh Vương Dịch: "Ông mau đến khách sạn hỏi tịch Nhược Đình và trưởng quỹ của khách sạn đó mau, nếu chậm trễ bọn chúng đại khái sẽ đi bây giờ." Vương Dịch vội đáp: "Hiện giờ đã là lúc nào rồi, xem ra bọn chúng đã rời khỏi nơi đó." "Còn chưa đâu, hiện giờ đến đó xem ra còn kịp." Vương Dịch nghe thế vội vã dẫn người rời khỏi nha môn, kéo ngay đến khách sạn. Mạnh Thiên Sở lại tử tế hỏi mẹ của Nhị Cẩu về một số tình huống, sau đó mời bà ta về. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mang Mộ Dung Huynh Tuyết đến khách sạn đó, vừa khéo đụng phải tịch Nhược Đình cùng mọi người chuẩn bị rời khỏi. Tô Viêm đứng cạnh tịch Nhược Đình không thèm nhìn lấy Mạnh Thiên Sở một cái, xem có vẻ như chưa hề nhận thức bao giờ. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch, Vương Dịch bước tới nhỏ giọng nói: "Nữ nhân này căn bản không thèm coi chúng tôi ra gì, chúng tôi nói cái gì à cũng coi như chưa hề nghe thấy vậy." Mạnh Thiên Sở bước đến chiếc xe của tịch Nhược Đình, mỉm cười nhìn à hỏi: "Tịch cô nương bỏ đi như vậy sao?" Tịch Nhược Đình chẳng thèm nhìn Mạnh Thiên Sở lấy nửa con mắt, giống như ngay trước mắt cô ta không có người nào vậy. Vừa định kèm dây hạ rèm xuống thì Mạnh Thiên Sở không ngờ dùng tay ngăn lại: "Mẹ của người ta đã tìm tới nơi rồi, chẳng lẽ cô dùng sự trầm mặc để trả lời lại mọi thứ hay sao?" "Người nói cái gì ta nghe không hiểu." Tịch Nhược Đình cuối cùng cũng đã chịu mở lời. Mạnh Thiên Sở vẫn mỉm cười y như cũ: "Cô nương quả thật là nhiều chuyện hay quên quá. Tối hôm qua còn yêu cầu người ta dẫn đường đến Thúy Vân Sơn Trang một vòng, sao bây giờ cái gì cũng quên hết như vậy?" "Ta đã nói rồi, ta không hề đi tới cái gì gọi là Thúy Vân Sơn Trang hết, và cũng không cùng ai đi cùng đến đó cả." "Vậy sao tiểu nhị ở khách sạn và còn có trưởng quỹ đều nói là nhìn thấy cô mang Nhị Cẩu cùng đi?" "Vương Dịch, mau tìm tiểu nhị và trưởng quỹ đến đây cho ta." Trưởng quỹ và tiểu nhị được gọi đến xong, Mạnh Thiên Sở ngay trước mặt tịch Nhược Đình hỏi ngay: "Nhị Cẩu trong điếm các ngươi tối hôm qua có phải là cùng vị khách nhân này đi ra ngoài hay không?" Trưởng quỹ khiếp đảm nhìn tịch Nhược Đình, sau đó nhìn Mạnh Thiên Sở cười khổ đáp: "Không có à, có phải là Mạnh sư gia ngài nhớ lầm rồi không?" Mạnh Thiên Sở quay người nhìn tiểu nhị đó, tiểu nhị càng không dám nhìn vào mắt của Mạnh Thiên Sở, chỉ biết cúi đầu. Một lát sau y mới lý nhí nói một câu không rõ: Tôi cũng không nhớ nữa." Mạnh Thiên Sở nghe thế cơn tức mình bốc lên đỉnh đầu, bước tới túm lấy ngực áo của tên tiểu nhị đó bảo: "Chiều hôm qua tự miệng ngươi nói cho ba chúng ta biết, lúc đó không phải là một mình ta nghe thấy, mọi người đều nghe và chứng kiến hết rồi, người sao bây giờ đột nhiên nói ngươi không còn nhớ nữa hả?" Tiểu nhị đó dùng gương mặt cười cợt nhìn Mạnh Thiên Sở: "Đại khái là tôi nhớ lộn rồi, gần đây chuyện làm ăn của khách sạn rất tốt, tôi đại khái là mệt quá nên hồ đồ, sư gia ngài đừng có nổi nóng." Tịch Nhược Đình ngồi trên xe cười lạnh lên tiếng: "Mạnh sư gia, ngài đã làm lỡ rất nhiều thời gian của ta rồi, ta có thể đi được chưa?" Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ: "Chờ đã, ta nghĩ còn có một người đã nghe thấy những chuyện này." Nói xong hắn đưa mắt nhìn xung quanh, Vương Dịch lập tức hiểu ý tứ của Mạnh Thiên Sở, thuận theo ánh mắt của hắn tìm thấy một khất cái đang nằm ngủ ở một góc tường. Vương Dịch bước lại gọi tỉnh y dậy, kéo khất cái đó đến trước mặt Mạnh Thiên Sở,
Khất cái vừa nhìn một cái là nhận ra ngay người có lòng tốt cấp đồ ăn cho y, ăn uống no lòng, lập tức cười ngay. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: Tối hôm qua, ngươi khi tiến vào có nghe và nhớ tiểu nhị nói gì với chúng ta không? Khất cái đó suy nghĩ nhớ lại, liền đáp: Tôi lúc đó thức dậy, nghe trong nhà có tiếng người nói, liền đến cửa định xin bữa cơm ăn. Chỉ nghe tiểu nhị nói liên quan đến cái gì mà Thúy Vân Sơn Trang gì đó. Mạnh Thiên Sở nghe thấy thế, lập tức lên tinh thần ngay, liền hỏi: Còn nghe hay nhìn thấy cái gì nữa không? Nhớ không còn rõ nữa. Khất cái đó trả lời. Mạnh Thiên Sở gấp lên: Vậy ngươi có nghe tiểu nhị đó nói đến ai đi tới Thúy Vân Sơn Trang không? À đúng rồi, nó là nhị cầu trong quán của họ dẫn khách nhân gì đó đến Thúy Vân Sơn Trang. Khất cái ấy đột nhiên nhớ ra. Mạnh Thiên Sở ha ha cười mấy tiếng, bước đến cạnh xe của Tịch Nhược Đình, thấy sắc mặt của Tịch Nhược Đình đã biến hẳn. Sao hả Tịch cô nương, cô hiện giờ còn muốn nói cái gì nữa không? Nếu cô hiện giờ nói không rõ ràng, e rằng cô hôm nay đi không được đâu. Ta muốn đi đó, ai có khả năng ngăn được ta? Cũng có thể, vậy cô cứ đi đi, ta không ngăn được cô. Thế nhưng dù sao cũng có người có thể không để cô đi được. Là ai? Ôn Tuyền. Tịch Nhược Đình vừa nghe câu đó ngẩn cả người ra, tiếp đó liền mỉm cười. Danh úy của biểu cữu nhà ta mà dạng người như ngươi có thể nói ra được sao? Ngươi e rằng không muốn sống nữa rồi. Mạnh Thiên Sở bước tới trước, ép sát người vào xe. Tịch Nhược Đình vốn cho là Mạnh Thiên Sở định làm cái gì đó, sắc mặt liền biến hẳn. Ngươi thật là lớn gan, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng trả lời: Ta có một thứ rất tốt muốn cho cô nương xem thử, chỉ là muốn tỉnh cô nương cho nha hoàn đi ra hết mới được. Tịch Nhược Đình không ngờ vị sư gia nho nhỏ này cũng biết rõ thân phận của mình, và hắn ắt cũng chẳng dám làm gì cả, cho nên bảo nha hoàn bên cạnh xuống xe. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, nhảy lên trên xe, ngồi xuống cạnh bên cạnh người Tịch Nhược Đình, phủ rèm xuống, móc yêu bài Đông Hán ở trong người ra đưa cho Tịch Nhược Đình xem. Tịch Nhược Đình tự nhiên là đã xem qua yêu bài thế này, chỉ là không ngờ một sư gia trong nha môn ở một huyện thành nho nhỏ không ngờ lại có món đồ này, khiến là ta có vẻ bất ngờ. Ngươi là người gì? Ta là ai, cô trở về hỏi thử Ôn Tuyền, và cũng là biểu cứu của cô, thì ông ta tự nhiên sẽ cho cô biết. Ta không có lòng mạo phạm cô nương, chỉ là án này là do cô báo. Hiện giờ con trai của người ta đã mất tích, và cũng là vì cô mà mất tích. Cô cảm thấy chỉ cần đi là xong thì cứ đi. Ngày nào đó ta đến kinh thành gặp Ôn Tuyền đại nhân, ông ta biết chuyện này e rằng sẽ không trách ta đâu. Cô nói thử coi. Mạnh Thiên Sở nói một lô một lốc lời này, khiến khí thế của Tịch Nhược Đình tan biến vào mây khói. Tuy nói Ôn Tuyền là biểu cứu của ả ta, nhưng ả cũng hiểu rõ con người Ôn Tuyền là như thế nào. Chuyện ả tự làm ra, ả cũng không muốn cuối cùng nhân vì mình mà khiến Ôn Tuyền chút giận lên mẹ. Được rồi, vậy ta có thể cho ngươi biết rằng nhị cậu đã chết rồi. Mạnh Thiên Sở gật gù không lên tiếng, chỉ dương mắt nhìn ả. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Xem biểu tình của ngươi dường như đã sớm đoán ra kết quả này rồi vậy. Đúng là trùng với cách nghĩ của ta, do đó không có cái gì là kỳ quái cả. Ta chỉ đang chờ cô cho ta biết các người vì sao lại muốn giết một người như nhị cầu vậy. Ngươi làm sao biết nó chết rồi? Thứ nhất, nếu như nó còn sống, nó tự nhiên đã trở về rồi. Hắn là người sinh ra và lớn lên ở đây, hắn không phải như cô và ả thiếp thân nha hoàn Liên Nhi của cô, vậy sẽ bị lạc đường. Thứ hai, cô đối với người này cứ một mặt không đề cập, lại còn mua chuộc và uy hiếp trưởng quỹ và tiểu nhị của khách sạn, chẳng qua là muốn cấp cho mình một số người làm chứng, chứng minh mình không làm qua chuyện gì đó. Cô càng làm như vậy thì càng chứng minh trong lòng cô có quỷ. Thứ ba, nếu như hắn chưa chết, với thân phận của cô cũng cứ mặc tình mà đi, ta muốn làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô, đúng không nào? Mạnh Thiên Sở phân tích một loạt chi tiết, khiến cho Tịch Nhược Đình nghe xong cuối cùng cũng gật đầu. Mạnh Thiên Sở chậm rãi hỏi: Vậy cô hiện giờ có thể cho ta biết cô vì sao lại muốn giết nhị cậu dẫn đường cho cô không? Nhân vì hắn giết nha hoàn Liên Nhi của ta. Tịch Nhược Đình đáp lời. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 36 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 37.